Rồi chúng ta làm câu 2.2. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023 2024. Đây như sau. Cho chuỗi phản ứng sau. Mỗi mũi tên là một phương trình hóa học. Yêu cầu chúng ta là hãy viết phương trình hóa học ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có. Biết thì khối của A so với x là nhỏ hơn 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm việc. Ở đây chúng ta có tất cả là 4 phương trình. Và đây toàn là những phương trình quen thuộc. Để chúng ta nghe kỹ. Rồi, mời Nghĩa làm thầy phương trình đầu tiên. Từ tinh bột em làm cái gì để tạo ra glucose? Glucose của giờ chúng ta là C6H12O6. Dùng như nghĩa ơi. Không nhớ à? Không nhớ thì thôi, đứa khác. Mời ngăn đi. Biết không ngăn? Cộng nước đúng không? Vâng. Chúng ta là axit nhiệt độ. Đây đây là phần thể phần của tinh bột em nha. Tinh bột thể phần tạo thành glucose. Tiếp. Từ glucose ra x. C6H12O6. Glucose thì chỉ ra gì thôi, mới đứt dậy rồi. Bột đường tiếp theo là gì? Rượu. Bằng có phần lên men để tạo thành rượu và CO2. Rồi Hùng coi. Hùng sẽ lấy cho thầy cái cuối cùng. Đây là chất hữu cơ X nè. Em kỳ hiểu đề cho là tỷ khối của A so với X là nhỏ hơn 1 không? Nó là M lớn của A như thế nào với M lớn của X em ơi? Nhỏ hơn Bé hơn nhé. nhỏ hơn Nhỏ hơn 1 mà. A phải bé hơn X thì cái tỷ khối nó mới nhỏ hơn 1 cho em. Em nghĩ sao vậy? Không, ở đây mình sẽ dùng cái gì để nó tạo ra cái A mà A tạo ra polymer. Để tạo ra polymer thì thằng A phải chứa liên kết đôi CC đúng không em? Không nó rồi. dạ em chưa tìm được. Ôi dễ mà. Mấy đứa làm nhiều vô chứ học bây giờ như thế này là không được rồi. Ấn trùng hợp đó thôi. Thì bây giờ từ C2H5OH làm cái gì để tạo ra A? Hai này là bốn mấy độ, 170 sao rồi. Đúng rồi, mấy đứa phải viết cái nhiều cái chuỗi vô nha chưa. Cái chuỗi ta gửi trên nhóm nhiều lắm, làm đi. Làm đi để mấy cái này phản xạ chứ thấy nhìn dễ ổn mà, không khó một chút nào hết á. CH3, CH2, OH. Chúng ta dùng 22E4 đặc, nhiệt độ đun nóng 170 độ C. Khi đó nó tạo thành CH2, nối đôi CH2 cộng H2O. Đây là cái A, được chưa? Mấy đứa cần phải làm cái chủ cơ bản nhiều vô, làm càng nhiều càng tốt. Làm để chúng ta nhìn tất cả phương trình chúng ta đều nhận được hết. Thì cái đó chúng ta làm cái chuỗi xác định XYZ này nó mới dễ được. Được chồng ơi. Do đó mấy đứa cần ấy ha. Còn nhiều thời gian lắm mấy đứa, cứ bình tĩnh không cần phải vội đâu. Năm ngoái điểm xuất phát của thầy là từ tháng 3, được chưa? Tháng 3 đến tháng 6 thôi, có 3 tháng là để thầy ôn thôi, chứ không có nhiều. Đó, có ý kiến gì vụ này không? Không. Rồi nếu không thì các bạn có thắc mắc gì về bốn phương trình này? Thì bốn phương trình này thực chất là bạn chưa học lý thuyết đó, nên là bạn thấy nó khó, chứ thực chất cái mấy cái phương trình này là mấy phương trình có trong sách giáo khoa cơ bản của hóa học là chính thế thôi.